À, em chia sẻ một cái này rất hay nha. Có một bình luận của anh này tên là khá là khó nghe, Lê Đi Hút gì đấy. Trước khi đi thi chim có cho tắm không nha? Đây, chia sẻ cho em một cái này khá là hay nha. Anh em nào nhá, có những con chim nào mà rất là hay rỉa vặt. Anh em nghe em nhá. Anh em có những con chim mà đi thi rất là hay đúng không? Anh em sẽ có những con chim như thế. Nhưng mà đi thi rất là hay rỉa vặt. Anh em nghe em nha. Cái này là em chia sẻ thực sự luôn. Trước khi đi thi nhá, anh em cho tắm luôn giúp em. Anh em cho tắm đi nha. Xin lỗi anh em thì em bị Abidan để nói nó hơi có đường. Trước khi anh em có những con chim mà hay rửa vặt trước khi đi thi. Ví dụ như là em không biết là ngoài miền Bắc là bình thường là 9 giờ thi đúng không? Còn miền Nam hình như là 9 rưỡi thì phải. Thì anh em không có chim bán ở miền Trần này. Ví dụ như là 9 giờ đi thi, 7 giờ anh em dậy anh em cho tắm. Anh em cho tắm nha. Tắm xong khoảng tầm 7 giờ 15 đến 7 giờ 20 anh em phơi nắng, khoảng phơi ra cứ bung hết áo lồng ra phơi bung bỏ cái bố đó. Đó, nó như thế. Trèo ra một góc cho nó xỉa lông, xỉa lúc bụi ngủ đi. Rồi nó khô lông ngon lành khoảng 20 phút. Anh em xách đi thi cho em. Em xin hứa với anh em luôn, nó hạn chế cực kỳ nhiều luôn. Chứ còn nói với anh em nhiều khi anh em cứ nói là cái nước tắm nó thật ra là con chim nó sạch sẽ, nó ok thì cái đấy nó sẽ hạn chế rất là nhiều cái vấn đề đấy không nói. Nhưng mà nhiều khi là nó vẫn phải có mẹo anh em ạ. Tôi không phải là cho tắm nó tắm mà nó hết rỉa, nó không có đâu, nói với anh em luôn. Chim đang hay rỉa phao à? Thật ra là như này, cái con chim ấy anh em phải là con chim gãi rỉa trên dàn nhá. Nó có rất là nhiều cái vấn đề như này nhá, nhưng mà có một cái vấn đề cơ bản như này thì anh em khắc phục được nhá. Còn nó có một cái vấn đề nữa là anh em không thể khắc phục được. Là tại sao có một cái vấn đề khắc phục được là cái lỗi rỉa vặt đang rất là hay mà rỉa. Thì anh em khắc phục được là anh em cứ nghe em đi, anh em cho tắm. Ok rồi đúng không? Anh em sáng sớm anh em đi thi anh em cho tắm đi. Rồi anh em cho bung hết áo lồng rồi anh em thả lồng lực cho em. Nếu mà có cái lồng lực là ok nhất. Anh em thả ra cái lồng lực cho nó bay khoảng 20 phút. Cho nó rũ lông, nó tắm xong đấy. Nó rũ lông rồi gọi là khô 20 phút. Nói chung là anh em cho ra lồng lực 20 phút. Không cho ăn nhịn luôn. Đừng cho nó ăn. Ăn nó lại dính chuối, dính ăn cám không được. Không cần phải ăn hoa quả nha, nó dính. Đó, 20 phút đến 25 phút anh em thấy khô lông ngon lành. Anh em cho vào lồng, anh em xách đi thi. Là ok. Đấy là anh em, nếu mà anh em đi thi gần thì đi xa thì em chịu. Em không dám nói, không biết. Đó, còn ví dụ như là anh em đem đi thi mà xem nó hạn chế rất là nhiều. Cái này là hạn chế chứ em không nói là trị được, nhưng nó hạn chế cực kỳ là nhiều luôn. Đấy là cái vấn đề cơ bản là cái lỗi mà xỉa vặt. Có một cái lỗi mà không thể khắc phục là tại vì sao? Là anh em nuôi con chim không đạt, nó yếu. Mà con chim ấy nó yếu rồi nó dở trò cực kỳ luôn. Đó, ví dụ như con chim anh em đánh một tiếng đầu tiên đúng không? Đánh cực kỳ hay, không có gãi rỉa gì cả. Tự nhiên sau anh em thấy nó trùng lại cái. Trùng cái là rỉa ngay. Rỉa là tại sao? Nó yếu là nó rỉa. Đó, yếu là gì hả? Cái những cái đấy thì anh em chỉ có khắc phục được một cái là như này. Anh em phải nuôi nó khỏe khoắn lên. Anh em phải nuôi nó tốt lên. Và nói chung là nghỉ ngơi với lại là cái quan trọng nhất là cái thời gian anh em đi thi xong về anh em nghỉ ngơi ấy. Đó, xong rồi anh em cứ chăm chế độ bình thường thôi, ok thôi. Còn cám thì em vẫn nói với anh em rất là nhiều rồi. Cái cám ở trên thị trường ấy, cám nào tốt, ông nào bán cám ông cũng bảo cám của ông ấy tốt. Thì thực sự là tốt thật. Em không nói một cám của ông nào không tốt cả, cám ông nào cũng tốt. Đó, nhưng mà cái quan trọng là ở cái con chim của anh em. Nhưng mà cái quan trọng nhất nữa là lại phải ở anh em nữa cơ. Đó, con chim nha, nhiều khi nha, em nói cái câu là hợp duyên, hợp chủ nha. Nhiều con chim này anh em sẽ gặp rất là nhiều cái vấn đề là con chim ở nhà mình nó ở ma hàm gương ấy. Bán cho người ta cái về ăn thi ăn giải ngay được. Đó, đầy, ở đây chắc đầy anh em dính. Đấy, nó không hợp duyên nó vậy đấy. Mà nói chung là cũng có thể là anh em nuôi không đạt anh em ơi. Đó, có thể là anh em nuôi không đạt nhỉ. Đó này, không có chơi thại. Thắp hương cái gì đi thi mà không được thắp hương cái gì. Đó này, không có chơi than à. Đó này, em có chơi than nhưng em ít bán quá anh ạ, ít bán. Duy cho hỏi vào lửa thì nên úp áo lồng hay mở một mặt hướng dẫn cho mình vào lửa thôi. Em nói với anh em nha, như thế này nha, cái vào lửa cho chim nha. Nếu mà anh em nha, anh em mà nuôi những cái con chim mà em nói cái câu thẳng thừng lên đây luôn, anh em ngẫm lại nha, xem có đúng hay không nha. Đối với những cái con chim mà dữ ấy, anh em nuôi bình thường nó cũng vào lửa thực sự. Trước khi đi thi gọi Duy xin cái đi nhờ. Anh em mà nuôi những con chim dữ ấy, anh em mà nuôi những con chim hay ấy, đây em nói chân tình luôn, là anh em nuôi bình thường nó cũng vô lửa bình thường luôn, nó lên lửa tốt luôn, hàng đều hàng ngày luôn, anh em nhìn thấy luôn. Còn anh em nuôi những con chim bình thường ấy mà nó chưa có lửa, những con chim mộc mới lên ấy,
anh em lưu ý giúp em, anh em phải nuôi cám hơi nóng một chút. Cái này là em phải chia sẻ thẳng thừng với anh em luôn. Em phải nuôi cám hơi nóng một chút, cám gì thì em không nói nha. Cái này để anh em cơ bản, để anh em tự tìm hiểu. Em không có nói với anh em là em dùng một cái loại cám nào hay là cái cám nào tốt, cám nào không tốt. Thế cho nó dễ. Còn đối với những con chim mới lên hoặc là anh em cảm thấy nó chưa có một tí lửa nào, nó rất là khó vô lửa ấy, thì anh em phải nuôi cám nóng. Cái đấy là vấn đề chắc chắn luôn. Có những con chim nha, anh em phải hiểu nha, nó chỉ ăn được một cái loại cám nên nó chơi cực kỳ hay và cực kỳ ổn định. Đuổi cám mới đi phát thôi, bỏ luôn con chim, xịt luôn, chơi được nữa luôn. Đó, còn có những con chim anh em nuôi cám nào nó cũng hay. Nên là những con chim cắn vuốt đuôi thì chỉ cách nào hết vậy đi. Thật ra là cái cắn vuốt đuôi là như thế này, cái cắn vuốt đuôi này thì cơ bản là nó cũng khá là dễ nha. Mình không trị được đâu. Em nói ở đây với anh em là mình không có thể chữa được hết, nhưng mình khắc phục được. Anh em nếu mà con chim anh em bị vuốt đuôi và cắn đuôi anh em nha, anh em lưu ý giúp em là anh em nuôi ở một cái lồng lực 60, nuôi thoáng à, 80 cũng được, nuôi thoáng à con chim anh em nha. Anh em cứ nuôi thoáng con chim nhất là có thể. Và đặc biệt ấy, là nếu mà như anh em nào mà có một cái góc nhà hay là một cái gốc cây nào thông thoáng ấy, anh em treo ra đấy, nó không bị stress con chim này, nó không bị áp lực từ những cái con chim hót khác, nó bị tức trong người, nó nóng người, nó giở trò nhiều. Nó giở trò, nói chung anh em nuôi thoáng ra là ok. Ở trong live của em hôm nay có một ông anh Nguyễn Văn Hoàng này, ông anh thật ra là ông anh kiểu gì á, ông anh nói chuyện kiểu không biết là anh nói vui hay là nói kiểu gì. Anh em hỏi rồi anh lại bảo là nhổ vào đuôi đi, thế thì nói chuyện làm gì. Anh em nuôi mà con chim vuốt đuôi cắn đuôi thì anh em nuôi thoáng ra giúp em nhá. Cứ nuôi thoáng là không việc gì đâu. Anh em nếu mà để một chỗ nào thoáng và yên tĩnh nhất là ok nhất. Là nó sẽ hạn chế rất là nhiều, ngày anh em tắm một lần là ok, hoặc 2 ngày. Nhưng mà cái đặc biệt là anh em phải nuôi lồng lực nha. Anh em cứ nuôi lồng nhỏ, lồng bí là nó cắn nó vuốt nha anh em ha. Còn chị thì chỉ có một mùa nuôi một mùa lông thôi. Nuôi xong mùa lông đấy anh em nuôi cả mát là ok. Con chim nó lên lửa nó đều lên là nó khác anh em ạ. Có thể là nó sẽ không cắn đâu, có những con chim nó sẽ không cắn nữa đâu, nhưng có những con chim nó vẫn lại cắn lại bình thường. Nhưng cái quan trọng ấy, chim khàn giọng chữa sao gì, chim khàn giọng quá đơn giản luôn. Em nói với anh em như này này, con chim khàn giọng nhá, con chim khàn giọng như này nhá, nếu như em nói luôn con chim ho và con chim khàn, nếu mà như mới bị nhá, anh em tiền thể với anh em luôn, đúng 2 ngày khỏi luôn. Còn như mãn tính rồi thì em gì thua, mãn tính em gì thua nha. Em chào toàn thể anh em nha. Em chỉ cho anh em nhá, cách chữa ho chữa khàn nếu mà mới bị nó khoảng tầm 10 ngày đổ lại, anh em chữa ok luôn, khỏi tin luôn, em nói luôn là khỏi tin luôn. Còn nếu mà mãn tính là em thua nha, anh em chạy ra ngay cái hiệu thuốc tây, đấy là nhanh nhất nha. Đây chứ còn em thì em có thuốc ấy, nhưng mà thật ra là sao em không gửi được cho anh em nên là anh em thông cảm. Cơ bản nhất là đơn giản nhất ấy là anh em ra hiệu thuốc tây, anh em bảo là bán cho tôi lọ propan, lọ siro nha, cái lọ ngắn ngắn như này đó này, nó dạng siro 65.000 hay là 60.000 gì đó, lọ propan anh em nha. Anh em do nghe kỹ nha, propan cái... Anh em nếu mà anh em nào mà không nhớ nha, anh em cứ gọi ra hiệu thuốc tây ấy, bảo bán cho tôi cái lọ siro ho propan là họ gửi cho anh em. Anh em về anh em pha vào nước, anh em nhấp vào môi thấy nó còn ngọt mát mát của họ mình ấy, anh em đóng áo lồng vào cho nó uống. Anh em dập cho em khoảng 3 cái nhánh tỏi anh em nha, dập cho em khoảng 3 cái nhánh tỏi ra, anh em vứt xuống đáy lồng anh em nha, vứt ở đáy lồng. Và anh em lưu ý cho em trong cái khoảng thời gian mà anh em khoảng 3 ngày anh em uống thuốc nha, anh em không cho tắm, không ăn mồi tươi, không ăn hoa quả, chỉ cho ăn cám và uống thuốc thôi. Em hứa danh dự với anh em luôn, 2-3 ngày khỏi. Uống miếng nước vô kẻo đau họng. Em bị Abidan này, anh huy kiến thức cho mà, em bị cái Abidan này nói nhiều ấy, xong là nó kiểu như là anh em nếu mà anh em để ý là anh em thấy nhiều khi em hơi khó nói một chút đó, anh em thông cảm nhá. Chứ còn nói chung là nói được. Tên này anh em siro proban ok chuẩn đấy. Còn anh em đó có ông Khánh ông ấy bình luận đấy anh em, xin phép anh em nha, uống miếng nước nha. Còn thật ra là em thì không phải là lên đây em dạy anh em hay là cái gì tốt, thì em thấy nó tốt thì em chia sẻ với anh em á. Chứ còn em lại nói một cái vấn đề cơ bản như này nha, em lại nói đến một cái vấn đề là anh em đừng có nghe bất cứ một ông nào là nuôi cám này tốt, cám kia tốt, cám này con chim đi thi được giải. Thổ trời ơi, toàn cái mấy cái trò đấy đúng là kiểu như chỉ có gọi là
dành cho anh em mới chơi, anh em nghe anh em tin thôi. Anh em phải hiểu cơ bản là cái vấn đề cám nhá, nó chỉ chiếm 10, em nếu mà để cho em nói nhá, em nói chân tình luôn, cái cám tốt ấy, nó chỉ chiếm 15%, gọi là nếu mà con chim của anh em mà đạt ấy, nó chỉ chiếm được 15% chứ không được 20% đâu. 60% là ở con chim, còn 25% còn lại là ở anh em mình này. À, ở anh em mình này, anh em mình nuôi nó như thế nào. Còn anh em đang nuôi cái con chim nó ở cái cám này, anh em thấy nó ok rồi, đi thi có ăn cửa ăn giải ok rồi, anh em lại bảo sao lại suốt ngày cửa tốt, chả thấy được lên chung kết hay là cái gì. Thế ông kia đặng chim cảm ơn hãng cám này được chung kết, à, cảm ơn hãng cám này chim ăn lại chung kết loại kia, anh em đổi cám, anh em vứt nó thật chứ, vứt con chim, vứt luôn con chim thì em nói thật luôn đấy, em nói luôn thôi bây giờ nhá, nói thôi không nói cám nữa, nói vấn đề cám. Anh em cứ lưu ý, anh em cứ nuôi những cái cám nào anh em thấy ok đấy, anh em cứ nuôi cám đó thôi. Anh em đừng có đổi cái sang một loại cám thứ hai làm gì cả. Anh em đừng có nghe bất cứ một cái ông nào gọi là bảo là cám này tốt, cám kia không tốt. Thôi anh em thật sự luôn đấy, em nói chân tình đấy, cám nào cũng tốt. Em lại đọc bình luận của anh em nhá. Chị Quyệt Cầu sao à? Cái chị Quyệt Cầu này nha, cái con chim quẹt cầu anh nhá, để em nói. Con này thì vì hơn rượu, có thể tí em chị ấy nhá, em lại trả lời của anh Huỳnh trước nhá. Con chim chị quẹt cầu nhá, con chim quẹt cầu thì nó sẽ có gọi là nó sẽ có cơ bản là như theo em nhá, là nó sẽ có hai cái vấn đề và hai cái nguyên nhân. Thứ nhất là những con chim nó bị ho mãn tính, nó sẽ liên quan đến cái mũi này anh em nhá. Cái mũi của con chim ấy là nó có, mình được kiểu như là em đây là em có thể là em sẽ nói ra không hay anh em nhá, nhưng mà em sẽ nói đúng gọi là cái vấn đề luôn. Nó bị ở trong cái mũi này, này là nhiều khi là nó kiểu như anh em mình kiểu như là bị cúm ấy anh em đấy, cái kiểu là bị cúm đấy đấy nhá. Anh em nếu mà con chim bị quẹt cầu nhiều nhá, anh em chạy ra hiệu thuốc tây, em nói luôn, anh em mua luôn cho em cái lọ thiếp phi, cái thiếp phi viên nhá, cái thiếp phi viên ấy, cái gói phải tạm sao biết tạm sao, cái tiếp phi viên ấy anh em dã ra lấy cái bột ấy, anh em pha vào nước cho nó uống 1-2 ngày là có khi đỡ là ok. Còn nó sẽ có một cái vấn đề thứ hai nữa là như thế này này, là những con chim này nó không phải bị cúm mà nó rất là hay quẹt cầu là nhiều. À đâu đấy, là nếu mà bị cúm là nó sẽ hay quẹt cầu nhất, còn nếu mà thỉnh thoảng nó quẹt cầu ấy là ví dụ như nó ăn này hoặc là nó uống nước này xong nước nó dính ở mồm, hoặc là nó ăn hoa quả nó dính ở mồm là nó quẹt cầu. Ví dụ như con chim nó đang đấu đúng không, nó ăn một cái miếng hoa quả chẳng hạn, hay là nó uống một cái miếng nước chẳng hạn, thì là nó sẽ dính nước ở mồm, nó sẽ quẹt cầu. Còn nếu mà nó quẹt nhiều ấy, anh em để ý là nếu mà nó quẹt nhiều ấy, thì là nó sẽ ảnh hưởng đến cái mũi này và cái cổ họng của nó. Thì anh em mua đúng cái gói thiếp phi ấy, anh em về phai vào cho nó uống anh em ha, là em hạn chế luôn. Hạn chế này, cái này nhá, anh em cứ thử nghiệm đi chứ. Tại vì cái nào em vẫn nói với anh em rồi, cái này em không lên đây em dạy đời hay là em gì cả, mà em chỉ chia sẻ với anh em những cái gì em cảm thấy nó ok nhất và em đã từng làm và đã ok rồi thì là em sẽ chia sẻ với anh em. Bổi nhá, em lại nói vấn đề anh em như này. Ông anh có một câu bình luận rất là hay. Ông anh nuôi con chim bổi nhưng vẫn tạo giọng bông lau đúng không, bình thường anh em, không có phải ảnh hưởng gì cả. Con chim bổi nhá, nó vẫn tạo giọng bông lau là bình thường. Có những con chim nha, anh em tin không, anh em nuôi một năm trời nó không có giọng mái luôn, tự nhiên một ngày đẹp trời nó hót giọng mái luôn, hứa dự với anh em luôn. Có những con chim nha, anh em cả một năm trời nó không thể hót một giọng bông lau nào, mà đích thân là con chim này anh em bẫy ở rừng về, hoặc là anh em mua con chim bổi về anh em nuôi, nó vẫn ra giọng bông lau là chuyện bình thường đó, cơ bản nó bình thường lắm anh em, chả có việc gì cả. Chứ không phải hiểu đâu, ví dụ như là anh em phải hiểu như này này, nếu con chim đấu nha thì nó sẽ không bao giờ ra giọng bông lau hoặc là ra giọng mái. Còn nếu mà con chim mà anh em treo một mình, tự nhiên nó một góc ấy, nó hót vu va vu vơ, nó chuyện nó trò, nó hót cái gì, nó sẽ hót giọng mái hoặc giọng bông lau đó. Thôi anh em mà thuần bổi mà nhổ lông cánh nhổ lông đuôi thì em lễ anh em. Thế thì sinh ra thì tại sao người ta gọi là nghệ nhân, người ta có một cái câu rất là hay là như thế này, các cụ không phải là người ta mà các cụ có một câu rất là hay là như này: nuôi cá dưỡng tâm, nuôi chim là dưỡng trí. Anh em phải cần từ từ, con chim nó dần dần nó khắc thuần. Nhiều con chim anh em nuôi 3 4 5 5 năm nó không thuần đâu, nhưng anh em yên tâm, những con chim đấy mới là những con chim hay. Con chim khò khè là nó bị phổi rồi, khó chữa lắm. Đấy, anh em cho uống cái lọ thiếp phi, anh em cho uống cái lọ propan em bảo ấy,
thì là ok đấy, nếu mà không ok nó ảnh hưởng đến phổi rồi. Thì em nói luôn là với anh em là như này, đối với những cái con chim mà nó bị kiểu như nó ảnh hưởng, nó di vào, nó gọi là mình gọi là di căn ấy, vào phổi ấy. Nó ho xong nó di căn vào phổi, mà anh em cứ cảm tưởng như này là những con chim đấy gần như em nói với anh em luôn là cái tỷ lệ mà chữa được nó chỉ dao động 20% thôi, 20% vẫn được 20%, còn 80% là quăng tẻo anh em ạ. Nó vào phổi khó lắm, đến người này nó ung thư phổi hay là viêm phổi các thứ, cái từ lưa đây nó còn chết đấy, như thì còn chim đó. Khò khè thì em nghĩ nó cũng liên quan đến phổi rồi đấy, nó cũng liên quan đến phổi nó mới khò khè, hoặc là không nhá thì có khi là nó ở cái mũi này. Chim thay lông không sạch còn nguyên bộ đuôi và cánh không thay thì nó sẽ thay anh em. Em xin phép là không trả lời bình luận của anh Nguyễn Văn Hoàng nữa nhá. Em không sẽ anh bình luận, anh nhiều khi anh bình luận em thấy em không, nó kiểu gì ấy, em không biết trả lời sao. Ôi chết, trả lời lại cái bình luận ngoài bạn gì nhỉ? À, cái vấn đề thay lông anh em bảo nó thay chỗ này, thay lông chỗ không đúng không? Anh em cứ nuôi từ từ nó sẽ thay hết à. Nó sẽ thay hết. Anh em có thể là nó đứng lông cả một tháng rồi xong nó vẫn thay à, nó phải rụng. Nhưng anh em đừng gọi là đừng có phơi nắng, cái thời gian này đừng có phơi nắng. Không cần anh em ha. Nếu mà anh em muốn thay nhanh nhá. Anh em muốn thay nhanh em cho anh em một bài, nhưng mà thật ra là con chim nó không được khỏe lắm thôi. Anh em cứ trù máu lồng cả ngày, anh em để vào một chỗ mát, trời mát thôi, anh em lại để một chỗ mát ẩm ẩm ấy, chỗ nào mà ví dụ như là chỗ nào ẩm ẩm bùng tắm thì không được, nói chung là anh em cứ để một chỗ nào nó ẩm ẩm, anh em cảm giác nhà cho mình chỗ nào nó hơi ẩm ẩm đó, và anh em đóng máu lồng từ sáng tối và để nó hơi tối một chút, nó dụng hết. Em hứa danh dự với anh em nó dụng hết luôn, anh em cứ chăm thử mà xem. Dụng hết, nhưng mà con chim xong nó kiểu như là nhiều con chim xong nhiều như mình mà nuôi trong tối lâu quá hay ra con chim nó bị băng ngơ ấy. Đấy, chia sẻ thật với anh em luôn là nuôi tối nhiều quá xong xong là cái lúc mà xong lông ấy nó kiểu như nó bị băng ngơ ấy, nó cũng không nghe ra nào đâu mà. Đấy, anh em rất là nhiều anh em gặp cái trường hợp này luôn, đấy là chia sẻ thật. Như là không cứ nuôi bình thường là nó lâu một tí cũng được. Tiêu chảy á. Tiêu chảy em có cái thuốc hay quá mà, anh em xa quá. Tiêu chảy em có cái thuốc hay lắm mà anh em ở xa quá em không biết làm sao mà. Thì ra gần đến em gửi anh em một ít thuốc hay. Em bảo anh em nhá, nếu mà anh em chữa đường ruột này, em bảo hay luôn. Thật ra em khúc bia nha, cái này em thật sự luôn. Nếu mà chữa đường ruột và phân đệ gọi là con chim của anh em phân nát lâu năm nha. Em giới thiệu anh em một người này, anh em nhắn tin anh em hỏi mua nhá. Hỏi mua thuốc nha, thuốc đi ở nha. Cái nào ok là em nói thật, em đây không phải PR cho một ai cả, anh em thấy ok là em nói ok. Anh em vào Facebook anh em gõ là cám chim Nam Dô. Bảo lên Facebook nha. Anh em tìm ông cám chim Nam Dô ở Hà Đông, anh em đặt một cái gói thuốc đi ở ấy. Thế cho dễ, tại vì thuốc đấy thì em có nhưng mà em không gửi cho anh em được, tại vì thuốc em thuốc khác thôi. Nhưng thuốc của ông đấy là anh em chưa anh em nhìn thấy, anh em cho uống thuốc phát là thấy nó khác biệt luôn. Thế luôn anh em nên đặt mua thì em không biết bao tiền đâu, nó cũng rẻ đâu anh em lên anh em đặt nhá. Ok thực sự luôn đấy. Khi nào xong lông anh thầm em chào 198 anh em đang xem live của em nha. Em chào anh, ôi rồi rất là nhiều anh em mà em không đọc được tên luôn á. Em chào tất cả anh em, chào mọi người rất là nhiều nhá. Em mà không có đọc được em không có đọc được hết bình luận của anh em đấy, anh em thông cảm với em đi nhá. Đó thì buổi tối hôm nay thì cũng vẫn chia sẻ với anh em một chút, đấy là anh em vào sau nhá, là thời gian này em không có tuyển được chim, cũng chắc là cũng vẫn có clip thôi nhưng mà nó không có nhiều và không có đều, có thể là 2-3 con chả bỏ bán anh em ạ, nên em không muốn đăng clip. Nhưng mà em hạn chế, nói chung là không có clip mới thì thôi, thì anh em thông cảm giúp em. Nhưng mà hơn một tháng nữa em bắt đầu là lại vào chinh chiến với anh em, tuyệt chim với anh em nhá. Thời gian này thì hôm nay là lên clip là nói chuyện với anh em, tại vì khá là lâu rồi, 6 tháng rồi mới live stream tiếp anh em ạ, 6 tháng mới live stream với anh em tiếp đấy. Có anh em nào thích bổi thì anh em nhắn tin qua cho em chia lại cho em ít buổi với em một hột nhé. Buổi em vẫn còn thì em cứ nửa bán nửa không, nó cứ tiếc. Thật ra là như thế này, chia sẻ thật với anh em. Nhưng còn chim buổi em mua ấy, em nhập toàn giá cao anh em ạ. Mà mùa này chim buổi em biết đấy, lông lá nó có được đẹp đâu, lông lá nó xấu lắm. Mà em nhập là toàn nhập buổi bắt đầu giá cao rồi. Em tách lồng đầy nhà này, anh em theo dõi Facebook của em biết. Em mới tách 50 con, em mới tách 50 con buổi em nuôi. Thế anh em hình dung ra nếu mà một con chim mà em không tự tin đúng không, em nuôi làm cái gì? Em bán đất bán rẻ cho anh em hết đi, em nuôi làm gì mà em nuôi đầy nhà này. Nó nhiều.